Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Radio Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 10, cũng là tập cuối của bộ truyện Ngủ Nhầm Một Đêm của tác giả Mộc Miên. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Những người đi đường cứ đứng nhìn, họ không hiểu sự tình thế nào nên chẳng ai dám can ngăn. Hình như ông ta nhục quá nên vung mạnh tay thoát khỏi hai cô gái rồi vội vã chuẩn đi. Cô gái đi cùng thấy vậy bĩu môi: "Gớm, thế mà mồm cứ xoen xoét, nói mình là giám đốc, tiền đè chết người, hóa ra chỉ là bốc phét, đi gái mà còn kỳ kèo từng đồng một, cái đồ tởm lợm." Chi hùng hổ: "Lão ta lừa, lúc mẹ tôi vừa mới mất, bán hết tất cả gia tài, giám đốc gì cái loại đó. Cô có biết lão ta hiện đang sống ở đâu không? Hết bao nhiêu tiền tôi gửi cô?" Người kia nhăn nhó: "Tôi có biết đâu, lão được ai cho số điện thoại của tôi ấy, lão gọi rồi thương lượng giá cả. Vừa tới đây, chưa kịp vào nhà nghỉ, đã bị các cô phá tan tành. Sáng giờ tôi còn chưa được quốc nào nữa, đó nhăn răng đây này." Cô gái vừa nói xong thì thản nhiên bước vào nhà nghỉ, dường như cô ấy đã quá quen với nơi này. Chi hưng hửng, cô nhìn sang khuyên: "Vừa rồi tao ngu thật đấy, giá như cứ hô lão ta là hiếp dâm thì mọi người xúm lại bắt đi rồi." "Thôi thôi, nói lung tung, lên phường uống nước trà đấy. Tóm được lão xong ăn thịt à? Cái loại này á, chắc nướng hết tiền và bài bạc rồi, chứ không đâu ăn mặc tuỳnh toàng thế kia. Nếu đúng như lão ta có dính dáng tới vụ đó thì cũng bị công an gô cổ chạy đằng trời. Chỉ là mình không biết lão với con Huệ tại sao lại quen biết nhau. Bọn họ quen nhau từ trước hay là sau này con đó mới tức tối mày nên mới dùng tiền mua chuộc?" Chi càng thở dài, càng nghĩ cô lại càng cảm thấy rối trí. Mọi chuyện cứ như một mớ bỏng bong, chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới. Cũng không biết làm sao cô mới có thể nhanh lôi những tên đó ra ngoài ánh sáng. Hai cô gái đang buồn thối ruột thì bỗng thấy trong khách sạn một loạt cô gái bước ra, theo sau là cả chục chiến sĩ công an mặc thường phục. Chiếc xe thùng cũng từ đâu xuất hiện đỗ phịch trước cửa. Những người này bị áp giải lên thùng, trong số đó có cả Tuyết. Người nào cũng cúi đầu tỏ vẻ oan ức lắm. Chi ngớ người: "Ủa, thế là chúng nó bị bắt hết rồi hả? Ôi nhanh thế, mình còn chưa kịp hỏi han gì mà đã bị bắt hết cả rồi." Bà bán nước cũng méo mặt: "Chết bỏ mẹ rồi, chúng nó bị bắt tôi bán cho ai bây giờ?" Bà ấy rầu rĩ, dường như mối làm ăn ngon đã bị phá vỡ. Khuyên cũng không dám tin vào mắt của mình. Cô phải véo mạnh vào má rồi lại kêu oai oái: "Đau quá. Con Hâm này, tự dưng véo má xong kêu đau. Ta làm vậy để coi có phải sự thật không." Chi lẩm bẩm: "Thế là đoàn khách hồi nãy là công an giả dạng hả? Ghê thật, họ làm việc nhanh gọn lẹ. Tụi này chắc chỉ bị phạt tội hành chính thôi." Họ đứng lại coi chiếc xe thùng đi khuất hẳn rồi lại đèo nhau về chung cư. Trên đoạn đường về, Chi cứ thắc mắc mãi: "Không biết nhân cơ hội này công an có điều tra được gì từ chỗ con Tuyết không nhỉ?" "Ta cũng hy vọng là có. Lũ này cứ phải tù rũ xương cho trắng cái mắt ra. Chúng nó quá coi thường luật pháp, cứ sống nhơn nhơn trên mồ hôi nước mắt của người khác." Họ vừa về tới căn hộ thì nhận được điện thoại của Cường. Cậu ấy thông báo chuyện Tuyết đã bị bắt, hung thủ gây ra vụ tai nạn cũng đã tìm được dấu vết. Hắn trốn trong căn nhà hoang, cố thủ trong đó đang bị phục kích. Khuyên nhấn mạnh: "Anh cứ nhân cơ hội này tra cho ra mọi chuyện, em tin con đó cũng có chút liên quan với con Huệ đấy." "Anh biết rồi, thôi anh làm việc đây, có gì nói chuyện với em sau nhé." Chi mở cửa đi vào, cô ngồi phịch xuống ghế, cầm chai nước lọc uống ừng ực. Bỗng cô nhớ ra thằng Công nên gọi lớn: "Công, đang làm gì trong phòng đấy?" Không có tiếng người trả lời, cô gọi tới lần thứ ba thì vội vã đứng bật dậy đi vào phòng kiếm nó. Mặc dù tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng em trai đâu. Chi sợ hãi kêu to: "Mày, mày ơi, thằng Công không có ở nhà, nó đi đâu được chứ?" "Hả? Hay nó xuống dưới siêu thị mua đồ thì sao?
Mẹ gọi thử cho nó xem nào. Chỉ lúc này mới sực nhớ ra, cô run run lấy điện thoại ấn nút gọi cho Công, nhưng lại thuê bao không liên lạc được. Lúc này cảm giác mọi thứ như sụp đổ trước mắt, cô sợ hãi nhất thời không nói được thành lời, nước mắt cứ vậy tuôn ra như suối. Công, Công ơi, em đi đâu rồi? Cô cứ vậy lao nhanh ra khỏi căn hộ. Cô cũng chẳng biết là mình phải đi đâu để tìm kiếm, nhưng chí ít cô cũng phải làm gì đó. Khuyên cũng rối bời, cô nhanh chóng chạy theo Chi. Hai người chạy xuống phòng bảo vệ yêu cầu trích xuất camera, nhưng xui xẻo cho họ, toàn bộ camera hôm nay bảo trì trong vòng một tiếng nên không thể xác định rõ người nào đã vào đây. Bên phòng cháy chữa cháy cũng diễn tập nên mọi người tập trung hết qua đó, khung cảnh nhốn nháo vô cùng. Chi cứ khóc tu tu, cô cứ ôm lấy Khuyên rồi lại chạy ra cổng. Lúc này Chi không còn bình tĩnh nổi, cô vừa chạy vừa gọi lớn. Công, Công ơi, em đang ở đâu đấy? Chị xin lỗi, chị đã hứa với em là sẽ bảo vệ, chăm sóc cho em, thế mà lại ra nông nỗi này. Em ở đâu? Mau về đây đi. Cô ấy cứ đôi chân trần mà chạy giữa phố dưới cái nắng oi ả. Những người đi đường cứ nhìn theo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một số khác thì tò mò nên mở điện thoại ghi lại toàn cảnh đó. Chi chẳng để ý tới bộ dạng thảm hại bây giờ của mình, cô chỉ lo cho em trai sẽ gặp chuyện. Khuyên cũng ngay lập tức gọi điện cho Cường để nhờ cậu ấy giúp đỡ. Lúc này ngoài Cường ra, cô chẳng biết gọi cho ai. Sau khi nghe xong, Cường dặn hai người phải thật bình tĩnh, đứng yên tại một địa điểm đợi cậu ấy tới ngay. Chỉ khoảng vài phút sau, cậu ấy đã có mặt. May mắn là Cường đi tuần tra cũng ở gần chỗ này. Vừa thấy cậu ấy, Chi quên hết mọi hận thù trước kia, cô vội vã túm lấy vạt áo của cậu ấy rồi khóc to. Anh tìm Công về cho tôi với, không có nó chắc là tôi chết mất. Chúng tôi mới ra ngoài một lúc, khi về nhà thì không thấy nó nữa. Ở đây nó có quen biết ai đâu. Cường gật đầu. Nghe anh này, em nín đi, gửi qua cho anh một bức hình mới nhất của Công. Anh sẽ phát đi nhờ các đồng nghiệp bên giao thông chú ý các xe lưu thông ở trên đường. Nếu mà xe nào khả nghi thì sẽ giữ lại. Chân tay của Chi lúc này mềm nhũn, cô cầm điện thoại cũng không nổi. Khuyên đứng bên cạnh phải giúp cô ấy tìm kiếm trong phần bộ sưu tập, kiếm những bức ảnh chụp rõ nhất rồi gửi cho Cường. Cậu ấy cũng ngay lập tức gọi điện cho một nhóm đồng nghiệp, gửi hình ảnh và thông tin nhờ họ cứu giúp. Cường quay qua dặn dò. Hai người cứ về đi, khi nào kiếm được anh báo cho. Giờ em cứ đi thế này cũng không phải là cách. Không, tôi đi theo anh, tôi không về được, tôi phải đi kiếm nó. Trên đời này tôi chỉ còn mỗi thằng Công. Xin anh đấy, hãy cho tôi đi cùng đi, anh tìm nó giúp tôi với. Cô ấy cứ chữ nọ sọ chữ kia, líu cả lưỡi. Cường khuyên nhủ không được thì cũng đành thỏa hiệp. Họ cùng nhau đi tới các khu vui chơi giải trí nơi đông người để xem Công có tới đây không, nhưng kết quả lại khiến tất cả thất vọng. Vừa lúc này điện thoại của Chi vang lên, Khuyên lập tức ấn nút nghe rồi đưa cho Chi. Anh Bảo gọi này. Chi nhìn thấy cậu ấy thì càng tủi thân hơn nữa, cứ vậy mà nức nở. Anh ơi, thằng Công nó mất tích rồi, em kiếm mãi mà không thấy nó. Bảo hốt hoảng kéo điện thoại về phía bên phải, thấy thằng Công đang lù lù ở bên cạnh, nó chớp mắt lia lịa. Chị sao đấy? Em với anh Bảo đang trên đường về rồi đây này. Hồi nãy anh ấy về rồi, thì các chị ra ngoài nên em rủ anh ấy đi mua đồ để mai đi học. Chi quệt nước mắt, cô mếu máo. Sao không gọi cho chị chứ? Làm chị cứ tưởng. Đợi chị một chút, chị về ngay đây, không được đi đâu đấy, ở nguyên trong nhà nghe chưa? Hai người kia lúc này thở phào nhẹ nhõm, họ cũng bị dọa một phen hú vía. Dạo gần đây trên mạng hay xuất hiện những clip về các vụ bắt cóc bán nội tạng sang Trung Quốc. Khuyên cứ nắm chặt tay của Chi rồi nói khẽ. Yên tâm, vậy là xong rồi. Tao cũng hoảng quá, nãy giờ cứ như ngồi trên đống lửa ấy. Cường gọi điện thông báo cho đồng nghiệp về sự cố của thằng Công rồi lái xe chở họ về lại căn hộ. Chi quên hết mệt mỏi, cứ vậy phi luôn lên phòng. Khi chắc chắn đã nhìn thấy em trai bằng xương bằng thịt, Chi mới dám gượng cười. Sau này mà có đi đâu thì phải nói chị trước nghe chưa? Mày cứ làm như vậy, có ngày chị chết vì suy tim đấy. Hai chị em lại ôm nhau khóc thút thít. Bảo đứng bên cạnh không ngừng dỗ dành. Em nín đi, anh cứ tưởng là em chưa về
nên mới tạo bất ngờ cho em. Ai ngờ lại gây ra hiểu lầm như thế. Anh mua hết đồ ăn rồi đây này, cả nhà mình vào bếp nấu ăn thôi. Chị nghe tiếng bảo lại quay sang ôm chặt lấy cậu ấy. Cô có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, nên cứ đứng như vậy mà ôm lấy Bảo. Cường không muốn chứng kiến cảnh tượng này nên khẽ lùi lại rồi bỏ đi. Cậu không biết đối diện với Bảo thế nào, càng không đủ bao dung để chứng kiến tình cảm tốt đẹp của hai người họ. Sau giây phút này, cậu đã tự nhủ phải chôn chặt tình cảm ở trong lòng. Chỉ cần cô ấy được hạnh phúc, cậu chấp nhận lùi lại phía sau. Khuyên thấy vậy cũng vội chạy theo. Cô hiểu tâm trạng lúc này của Cường. Chẳng hiểu sao cô cũng thấy nhói ở trong tim. Cô vừa chạy vừa nói: anh rảnh không? Em muốn mời anh ăn cơm trưa, coi như là cảm ơn anh về tất cả mọi chuyện. Anh bận lắm, lần sau anh sẽ mời em. Nếu như bình thường, Khuyên sẽ giữ tự trọng mà bỏ đi. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao cô lại mặt dày cứ đeo bám lấy cậu ấy. Cô không muốn cậu ấy phải đau khổ dằn vặt bản thân như vậy. Cho dù Trường Cường có nói thế nào đi chăng nữa, Khuyên cũng vẫn bám theo. Chẳng biết Khuyên đi đứng kiểu gì mà ngáng chân vào cây dây xăng ở giữa đường nên ngã nhào xuống đất. Cú va chạm mạnh tới mức nguyên bàn tay của cô chảy xước tướm máu. Cường khẽ nhíu mày, cậu quay lại đỡ lấy cô ấy rồi hỏi han: em sao rồi? Chẳng hiểu sao lúc này Khuyên lại òa khóc khiến Cường bối rối. Anh chở em tới tiệm thuốc mua đồ để rửa vết thương nhé. Sau này em đi đường phải nhìn cẩn thận đấy. Cường đỡ Khuyên dậy nhưng cô ấy hình như đau quá nên tập tễnh bước không nổi. Cô ấy cứ mím chặt môi, mặt nhăn nhó, lâu lâu lại suýt xoa một tiếng. Cường dìu Khuyên vào trong xe, cậu lái xe tới tiệm thuốc, vội vã đi mua đồ rồi lại tới quán cơm. Xe vừa dừng thì thấy đám đông người nhốn nháo chạy ra, tiếng la hét không ngừng. Cường đoán được là có chuyện không lành nên hốt hoảng mở cửa bước xuống. Ở đây có ba chiến sĩ công an cũng đang bao vây, sơ tán mọi người rời đi cho an toàn. Một ông già chắc ngoài 70 đang khóc ầm ĩ: cứu, cứu với. Vợ tôi với cháu gái tôi đang ở trong bếp nấu ăn. Hắn mở hết van ga ra, tử thủ ở trong đó rồi. Cường len vào đám đông người, Khuyên cũng tập tễnh bước phía sau. Cậu ấy hỏi han những người xung quanh ở hiện trường. Khi nhìn thấy tấm ảnh của nghi phạm, Khuyên há hốc miệng: ông ta chính là bố dượng của Chi. Hồi nãy chúng em còn gặp ông ta ở trên đường. Một đồng chí công an lên tiếng: nghi phạm gây ra vụ án kia đã bị bắt. Bước đầu hắn khai chồng nạn nhân đã nhận tiền của mình, hứa sẽ không truy cứu mọi chuyện. Khi điều tra số điện thoại của ông ta, chúng tôi biết người này từng liên lạc với một số lạ với nội dung thuê người giết vợ để chiếm trọn số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên vụ án ấy chưa thực hiện thì bà vợ đã bị tông chết. Khuyên rùng mình khi nghe những lời này. Cô không nghĩ lão ta lại ác độc tới như vậy. Đến người vợ đầu ấp tay gối cũng ra tay tàn nhẫn chỉ vì tiền bạc. Những chiến sĩ đang bàn cách thức giải cứu con tin, họ cứ phát loa yêu cầu ông ta đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Bên trong nhà bếp, tiếng bé gái khóc thét làm ai cũng não nề. Cường chẳng có nhiều thời gian để mà suy nghĩ, cậu vội vã đi vòng ra đằng sau nhà để tìm lỗ trống có thể xông vào được đây. Nhưng cả căn phòng kín mít, chỉ có duy nhất lỗ thông gió rất nhỏ, người thường chẳng thể chui vào. Cường chậm rãi bước tới gian bếp, cậu nói vọng vào trong: xin ông hãy tha cho mẹ tôi và con gái, đối với ông không thù không oán. Nếu như ông cần trao đổi số điện thoại gì, điều kiện gì cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng đầy đủ. Bên trong có tiếng quát lớn: tao không tin, tao không cần gì hết. Giờ mà ra đó thì chúng nó giết tao. Tao không muốn rũ tù, tao không còn đường lui nữa. Cường cứ đứng bên ngoài kiên nhẫn đàm phán, nhưng người kia chẳng chút lay động. Ông đang cứ hành hạ đứa bé gái làm điểm vui. Đứa bé khóc rít lên đầy đau đớn. Tiếng bà lão khẩn cầu: đừng đánh nữa, xin ông đừng đánh nữa. Im mồm, chúng mày mà còn lằng nhằng, tao cho mồi lửa là chết cả lũ. Tao không còn gì để mà mất nữa, tao cóc sợ gì nữa. Cuộc đàm phán diễn ra một lúc vẫn không có kết quả. Đứa bé bị ngạt dần lịm đi. Cường rút trong người ra hai sợi kim khâu bao, nhẹ nhàng đút vào ổ khóa. Chỉ nghe tiếng tách tách, động tác nhanh tới mức khiến ai cũng bất ngờ. Cường dùng lực hết cỡ đạp thật mạnh cánh cửa,
nhưng bị chắn ngang bởi cái bàn gỗ. Người đàn ông kia hốt hoảng kẹp lấy cổ bé gái. Các chiến sĩ cũng đồng loạt xông lên. Họ cứu được bà lão khiêng ra ngoài. Đứa bé gái ngạt đi, không còn sức chống cự, đang nằm oạt trong tay của lão già ấy. Cường giơ hai tay lên trời, cậu dịu giọng: "Đừng làm hại con tôi. Lùi lại, mau lùi lại, nếu không tao giết." Mùi ga bay khắp nơi. Cường nhìn chiếc bật lửa trong tay ông ta, rồi lại nhìn xung quanh một lần nữa. Trong giây phút ông ta lơ đễnh, cậu ngay lập tức tung đòn đá thẳng vào cổ họng của ông ta. Ông ta đau đớn buông tay. Cường nhanh như cắt túm lấy đứa bé, nhưng bị lão kia cứ giữ lấy chặt lấy chân. Ngọn lửa cũng bùng cháy dữ dội. Cường chỉ kịp đẩy mạnh đứa bé ra ngoài. Chỉ nháy mắt, cả căn phòng chìm trong biển lửa. Khuyên sợ hãi hét lên: "Anh Cường, anh Cường, cứu lấy anh ấy." Cô cứ lao vào đám lửa nhưng bị một đám người ngăn lại. Ngọn lửa bùng nhanh tới mức không ai kịp trở tay. Cô ấy cứ gào lên mà gọi tên Cường. Các chiến sĩ muốn tiếp cận nhưng chẳng còn cách nào, chỉ có tiếng khóc nỉ non: "Anh đừng bỏ em, xin anh đừng bỏ em." Đúng lúc Khuyên đau khổ tuyệt vọng nhất thì Cường từ trong biển lửa chạy ra. Cậu ấy dãy giụa đầy đau đớn. Những chiến sĩ vội vã dập lửa trên bộ đồ của Cường. Cả người cậu ấy được phủ bởi một màu đen kịt, có những chỗ bợt cả da đỏ ửng. Cường vẫn còn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Cậu mỉm cười, phôi ra hàm răng trắng bóng: "Em ấy kia đã an toàn chưa?" "Cậu yên tâm, cả hai bà cháu nhà họ đã an toàn rồi. Cậu xuất sắc lắm, nhiệm vụ đã hoàn thành." Cường quay qua nhìn Khuyên. Cô ấy đang suy sụp tinh thần, khóc lóc với đôi mắt đỏ ngầu. Khuyên chẳng thể suy nghĩ được nhiều, cô cứ ôm chặt lấy Cường khóc to hơn nữa: "Anh thấy trong người thế nào rồi? Đau lắm hả anh?" Cường khẽ lắc đầu. Vết thương ở đầu gối chẳng biết va đập ở đâu nên máu cứ tuôn như suối. Cường tỉnh dậy bước đi, nhưng cậu hoàn toàn kiệt sức. Xe cứu thương lúc này cũng có mặt. Cậu ấy được đặt lên cáng rồi khiêng đi luôn. Khuyên cũng đi theo cậu ấy. Nước mắt cô vẫn không ngừng chảy dài khi chứng kiến vết bỏng quá nặng trên người của Cường. "Anh không sao hết, em nín đi." Khuyên cứ nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của cậu ấy. Cô thương Cường, thương cả bản thân mình. Nếu như họ gặp nhau sớm hơn thì cô đã vứt bỏ hết mọi tự tôn để theo đuổi người đàn ông này. Mỗi ngày, tình yêu trong cô lại lớn hơn một chút. Cô cũng chẳng biết tình yêu bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết rằng khi thấy Cường gặp nguy hiểm, cô đau tới mức muốn chết đi sống lại. Trong mắt Chi, cậu ấy có thể là người đàn ông tồi tệ nhất. Nhưng đối với Khuyên, Cường chính là hình mẫu lý tưởng cô muốn gửi gắm cả cuộc đời của mình cho người đàn ông này. Cô không quan tâm quá khứ cậu ấy yêu ai, sống thế nào, chỉ biết rằng hiện tại cô rất cần Cường. Khuyên sẽ cố gắng để có thể chạm vào trái tim của Cường. Dù biết là điều đó cực kỳ khó khăn, nhưng cô vẫn muốn thử một lần. Khi tới bệnh viện, Cường được chuyển thẳng vào khoa bỏng để cấp cứu. Tình hình của cậu ấy khá nặng, nên đích thân trưởng khoa và các bác sĩ giỏi đều có mặt để thực hiện xử lý. Khuyên sốt ruột xin được vào cùng nhưng bị mọi người ngăn lại. Ngồi ở phòng chờ, cô sốt ruột tới mức cứ hết đứng lại ngồi. Cảm giác thời gian như muốn ngừng lại. Nước mắt cô vẫn cứ tuôn xối xả, đôi bàn tay bấm chặt vào nhau tới mức bật máu. Lúc này bố mẹ Cường cũng vừa chạy tới. Bà Liễu nghe tin con trai gặp nạn thì vội vã tới đây, không ngừng gọi to: "Cường ơi, Cường ơi." Ông Tào đỡ lấy vợ. Khuôn mặt của cả hai ông bà đều nhuốm màu thương đau, những vết nhăn cũng hẳn rõ rệt. Khuyên thấy họ thì vội lau nước mắt rồi khẽ đứng dậy cúi chào. Bà Liễu toan đẩy cửa bước vào nhưng Khuyên đã nhanh nhảu: "Anh Cường vẫn đang cấp cứu ở trong đó, bác sĩ họ không cho ai vào đấy đâu ạ." Bà Liễu vội túm lấy cánh tay của Khuyên, không ngừng hỏi han về tình hình của con trai. Khi biết cô ấy cũng chưa biết gì thì bà càng lo lắng. Bà Liễu cứ gục mặt vào tường, cả người bà run lẩy bẩy: "Sao lại ra nông nỗi này? Tôi đã nói với ông đừng cho nó theo ngành công an rồi mà. Ngành này nguy hiểm lắm. Ông không nghe tôi, ông vào hùa với nó. Tôi chỉ có một mụn con, nó mà có mệnh hệ gì chắc tôi cũng đâm đầu vào xe tải để mà đi theo nó quá." Ông Tào chỉ biết cúi đầu. Thực ra ông mới là người đau khổ nhất. Nỗi đau mất một người con trai chưa nguôi ngoai thì bây giờ lại nghe tin dữ này về Cường. Tuy rằng ông ấy không thể hiện nỗi buồn ra ngoài, nhưng bên trong thì đau như muốn cắt da cắt thịt.
Họ mỗi người một góc, không ngừng ngóng vào bên trong để theo dõi tình hình. Rất lâu sau đó, cánh cửa phòng mở toang, các bác sĩ cũng lần lượt đi ra ngoài. Ông Tào là người chạy tới đầu tiên, ông gấp gáp. Con tôi sao rồi hả bác sĩ? Cậu ấy tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng vết bỏng rất nặng, phải trải qua vài ca phẫu thuật cấy ghép da, toàn bộ vùng da mặt cũng bị tổn thương nặng nề. Bà Liễu nghe tới đây thì cũng ngã xuống đất, bà cứ ôm chặt ngực. Bác sĩ, cứu lấy con tôi. Gia đình cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng nhớ đi đứng nói chuyện nhẹ nhàng để cậu ấy nghỉ ngơi cho nhanh lại sức. Ông Tảo đỡ vợ dậy rồi dìu vào bên trong. Khuyên cũng vội vã bước đi ngay sau đó. Lúc này Cường đang nằm ở trên giường, cả người cậu ấy được băng trắng xóa. Cường thấy bố mẹ vào đây thì có chút bất ngờ, nhưng cũng cố gượng cười để họ yên tâm. Bà Liễu cứ lao nhanh tới bên giường mà khóc lóc. Con lúc nào cũng xả thân vì người khác, có khi nào con nghĩ tới cảm giác của bố mẹ hay không? Mỗi lần con đi làm nhiệm vụ, bố mẹ cứ như ngồi trên đống lửa. Bố con tuy không nói, nhưng mà ông ấy thương con nhiều vô hạn, lúc nào cũng hỏi han tình hình về con. Bố mẹ không muốn điều gì cao sang, chỉ mong con được bình yên khỏe mạnh. Cường liếc nhìn sang ông Tào, nhìn vẻ mặt khắc khổ của ông ấy, sự lo lắng của bố, thì cậu nói khẽ. Bảo vẫn còn sống, cậu đã phẫu thuật thành công rồi. Câu nói này cứ như sét đánh ngang tai, khiến ông Tào nhất thời không dám tin đây là sự thật. Ông cứ đứng ngờ người như khúc gỗ, đầu óc không ngừng quay cuồng. Ông phải hỏi lại tới mấy lần. Khi có cả Khuyên khẳng định chuyện này đúng là sự thật, ông mới hoàn hồn. Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má, ông không ngừng lẩm bẩm. Tạ ơn trời đất, cuối cùng gia đình của chúng ta đã đoàn tụ. Bà Liễu nghe tin này cũng có chút xúc động. Chẳng hiểu sao bà không còn ghét Bảo như những ngày trước. Có thể sau khi nghe tin cậu ấy mất đi, cuộc sống của gia đình bà đã hoàn toàn bị xáo trộn. Chẳng có ai thiết tha làm bất cứ chuyện gì. Cũng có thể sau vụ bỏng của Cường, bà đã không còn gay gắt như trước nữa. Ông Tào lắp bắp. Thế Bảo hiện giờ nó đang ở đâu? Sao nó không thông báo với mọi người một tiếng? Cậu ấy ở cùng với Chi ạ? Có thể Bảo vẫn giận mẹ chuyện hồi xưa nên mới không quay về. Bà Liễu lúc này ứa nước mắt. Thực ra mẹ cũng chẳng ghen ghét gì nó đâu. Chẳng qua nó cứ ghi hận mãi mẹ, cái vụ mẹ nó mất nên cứ đổ lên đầu của mẹ. Chẳng biết là ai tiêm nhiễm lên đầu của nó ý nghĩ bà chết trên bàn mổ là do mẹ. Trong khi đó, tiền ăn học của nó bao nhiêu năm nay một phần là công sức của mẹ. Có thể do mẹ không nói nên nó vẫn cứ nghĩ những điều đó là đúng. Mẹ sai ở đâu? Mẹ công nhận mẹ không ưa người phụ nữ là mẹ của Bảo, nhưng mẹ không bao giờ làm mấy cái chuyện táng tận lương tâm tới như vậy. Cường hiểu nỗi khổ của mẹ mình. Những ngày qua cậu đã khiến bà ấy lo lắng rất nhiều. Hôm nay sau khi buông bỏ được tình cảm với Chi, cậu mới nhận ra bố mẹ đã quá già, không thể sống mãi với mình được nữa. Nếu cứ vô tâm với họ thì sau này hối hận cũng đã quá muộn màng. Cường khẽ gật đầu. Mẹ hãy lựa cơ hội nói chuyện rõ ràng với Bảo, có tin là cậu ấy sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi. Bà Liễu lúc này mới sực nhớ ra cô gái bên cạnh. Nãy giờ cô vẫn đang khóc sướt mướt. Lúc đầu bà cứ ngỡ đây là đồng nghiệp của Cường, nhưng sau nghĩ lại bà lại thấy có gì đó sai sai. Bà khẽ hỏi. Cháu là bạn của Cường hả? Dạ cháu là bạn của anh ấy. Cường nhìn sang Khuyên, trong đôi mắt cậu ấy nhất thời chất chứa sự biết ơn, cảm kích. Cường cũng chẳng phải nói những gì nên đành im lặng. Bằng trực giác của một người mẹ mách bảo, bà Liễu nhìn ra ngay tình ý của Khuyên dành cho con trai của mình. Bà cũng không cấm cản hay gay gắt như lần với Chi nữa. Bây giờ bà chỉ cần con trai của mình hạnh phúc, vui vẻ thì dù Cường có lấy ai đi chăng nữa bà cũng sẽ đồng ý. Không gian yên ắng như trùng xuống. Bà Liễu vì không muốn cản trở các con nên kéo chồng ra ngoài. Bà đủng đỉnh nói. Hai đứa cứ tự nhiên nói chuyện đi, bố mẹ ra ngoài có việc gấp. Ông Tào còn chưa kịp phản ứng đã bị vợ kéo ra ngoài. Khuyên lại chỗ gần Cường, cô lý nhí. Anh cứ nằm yên, khi nào cần cử động hay đi đâu cứ nói với em, không phải ngại gì hết. Anh không sao rồi, em bận cứ về trước, ở đây anh tự xoay sở được, bố mẹ anh cũng ở đây rồi. Không, em muốn ở đây,
em cũng có trách nhiệm trong vụ này. Em sẽ chăm sóc cho anh từ khi nào anh ra viện. Khuyên lúc nào cũng là người bắt chuyện trước, Cường cũng chỉ trả lời cho qua chuyện. Họ vẫn có chút ngượng ngùng, nhất thời không thể tự nhiên như bình thường được. Khuyên mặc kệ tất cả mọi thứ, cô chẳng còn sức lực để nghĩ nhiều như vậy được. Tại căn chung cư, Bảo với Chi đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Thằng Công vì không muốn làm Kỳ Đà cản trở nên bước nhanh vào phòng, chốt chặt cửa lại. Bảo hào hứng kể cho Chi nghe về hành trình cuộc phẫu thuật của mình. May mắn được các bác sĩ giỏi tận tình cứu chữa nên mới có thể chuyển bại thành thắng. Chi xà vào lòng của Bảo, cô cứ vậy ôm chặt lấy cậu ấy. Em nhớ anh lắm, ngày nào cũng mong anh quay về. Sau này chúng ta nhất định không bao giờ xa nhau nữa. Anh đi đâu em cũng sẽ đuổi theo anh. Bảo bật cười, cậu cúi thấp đầu xuống, hôn lên trán của cô rồi khẽ đáp. Anh cũng nhớ em, anh hứa sẽ không để cho em lo lắng thêm bất cứ chuyện gì nữa. Bác trưởng Khoa, người đã cứu sống anh, em có nhớ không? Em nhớ, bác ấy là em trai của trưởng bản, có chuyện gì hả anh? Bác ấy điều tra ra rồi. Năm đó mẹ anh bị băng huyết nên mất, chứ không phải là bị sát hại. Bác ấy lúc đầu không tin, nhưng mới đây nghe bảo bác ấy tìm được những nhân chứng trong căn phòng mổ năm ấy và các tài liệu chứng minh vị bác sĩ kia vô tội. Chi gật gù. Chuyện qua rồi, coi như tìm được chân tướng, anh cũng đừng nghĩ ngợi gì nữa. Mẹ lúc nào cũng bảo vệ anh để anh vượt qua mọi khó khăn. Họ cứ như vậy nói hết chuyện này sang chuyện khác. Gương mặt của Chi sáng lấp lánh mỗi khi nghĩ về những dự định trong tương lai cùng với Bảo. Cô vẫn không tin Bảo trở về bên mình như thế. Cô tự nhủ sẽ trân trọng từng phút giây bên cạnh cậu ấy, tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp nhất. Họ đã phải trải qua vô vàn khó khăn cực khổ mới có được ngày hôm nay, thế nên họ càng phải giữ gìn thành quả đó. Bảo yêu Chi, cậu luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô ấy. Khi gặp cô ấy, cậu đã hiểu rằng tình yêu không phải là ngôn tình, càng không phải là những lời mật ngọt. Trong tình yêu sẽ trải qua đủ các cung bậc của cảm xúc, chỉ cần cùng nắm chặt tay nhau, tin tưởng vào đối phương tuyệt đối thì sẽ được hưởng trái ngọt. Tình yêu của họ không kinh thiên động địa, cũng chẳng phải là tình đầu, nhưng chắc chắn sẽ là mối tình cuối. Mỗi bước đi sau này của họ đều có dấu chân của người còn lại. Bảo vuốt nhẹ mái tóc của Chi, cậu nhẹ nhàng. Ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn nhé. Mẹ mới mất nên đám cưới sẽ phải hoãn lại qua năm sau. Ý em thế nào? Chi nghe Bảo nói vậy thì khẽ thở dài. Cô nghĩ tới mẹ, lại thấy thương bà vô hạn. Khi mà bà chưa được nghỉ ngơi, chứng kiến các con khôn lớn thì đã phải lìa xa trần thế. Chi không khóc, nói đúng hơn là cô chẳng còn giọt nước mắt để khóc nữa. Nếu như không có Bảo, thực sự Chi cũng không biết bấu víu vào đâu. Cuộc đời cô là những chuỗi ngày u tối, vì cậu ấy mà trở nên bừng sáng. Đối với Bảo, cô không chỉ là tình yêu mà còn cả sự biết ơn, trân trọng. Họ cứ cùng nhau ôn lại kỷ niệm, vẽ ra tương lai về một gia đình hạnh phúc. Bảo sẽ chôn chặt những chuyện không vui, cậu không muốn chúng ảnh hưởng tới hai người. Em nhắm mắt lại đi, chút nữa chúng ta sẽ đi siêu thị. Chi dụi đầu vào lồng ngực của Bảo mà hít hà. Cô nhớ mùi hương quen thuộc này tới điên dại. Chi nhắm nghiền mắt, cô cứ vậy ngủ một giấc ngon lành. Tại sân bay, Huệ đang chờ làm thủ tục. Cô đặt chuyến sớm nhất qua Đài Loan, nhưng do đường bay gặp một số trục trặc nên thành ra các chuyến sau phải rời lại mấy tiếng. Huệ cứ thấp thỏm mãi không thôi. Cô chùm kín đầu từ đầu tới chân, đeo kính đen để không ai nhận ra mình. Sau khi nhận được mật báo tên đàn ông kia bị bắt, Huệ tức tốc vơ vét tiền của để chạy trốn sang nước ngoài. Cô vừa ngồi vừa cầu nguyện chuyến bay mau chóng cất cánh để mình có thể bình an vô sự. Chưa khi nào Huệ lại sợ hãi như bây giờ, cảm giác đến thở cũng khó khăn. Cô không muốn ngày tháng tiếp theo của mình sẽ ở trong lao tù, nên bằng mọi giá phải thoát được trước khi bị lực lượng an ninh tóm gọn. Ở đây, cứ hết đoàn này tới đoàn khác, mọi người ra vào tấp nập, cười nói vui vẻ. Có những giọt nước mắt của chia ly hay đoàn tụ, nhưng chỉ duy nhất Huệ là không có ai đi cùng. Cô đã từng đi biết bao quốc gia, lần nào cũng hào hứng vì sắp khám phá ra miền đất mới. Nhưng duy chỉ có lần này là tràn đầy sợ hãi, thê lương. Cô hối hận vì những việc đã gây ra nhưng chẳng thể quay đầu. Giá như ngày đó cô đừng mù quáng như thế, giá như cô có thể chín chắn nhìn nhận mọi vấn đề
thì có lẽ bây giờ cô đã có thể ngẩng cao đầu. Huệ khóc, giọt nước mắt của sự muộn màng, cả tương lai sụp đổ trước mắt. Có lẽ cô chẳng thể quay về Việt Nam, nơi chôn rau cắt rốn của mình thêm một lần nào nữa. Khi mà cô nhận ra quê hương là nơi đẹp nhất, nơi bao bọc chúng ta mỗi khi khó khăn, chơi vơi nhất, thì lại chẳng thể có cơ hội quay lại. Ở đây có một người đàn ông khiến trái tim của cô lỗi nhịp thêm một lần nữa. Khi nghe tiếng loa thông báo mọi người vào quầy thủ tục xuất cảnh, Huệ quay lại nhìn một lần cuối, môi mấp máy. Tạm biệt, hy vọng có ngày sẽ được trở lại. Cô đứng dậy, hít một hơi sâu, rồi kéo vali đi ra quầy làm thủ tục. Cô xuất trình giấy tờ, đưa cho nhân viên. Khi cô đang lúi húi lấy giấy chứng minh thư, thì thấy tay của mình bị tra vào còng số 8. Hai người mặc thường phục, giơ thẻ ngành rồi nói khẽ. Cô đã bị bắt, phiền cô đi theo chúng tôi. Huệ tối sầm mặt, cảm giác như bị lôi tuột xuống vực sâu. Cô ta chẳng thể phản kháng, càng không có từ nào để biện minh cho hành động của mình. Huệ cứ thế bị lôi thẳng lên xe, những giọt nước mắt cũng đang rơi tí tách. Dường như Huệ cũng đã phần nào đoán được bản án dành cho mình nếu bị phanh phui tất cả mọi chuyện. Tương lai của cô là ở trong ngục tối, chẳng biết sẽ trôi dạt về phương nào. Chính vì sự đố kỵ, ganh đua đã khiến Huệ từ một cô gái xinh đẹp, tài năng bị trượt dài trong vòng xoáy của tội lỗi. Cô chẳng thể có cơ hội để làm lại từ đầu được nữa. Trong giây phút tuyệt vọng nhất, Huệ quyết định tự tử. Cô cứ vậy cắn mạnh vào lưỡi. Khi nhận ra bất thường, các đồng chí công an đã tập lực ngăn lại, đưa cô tới bệnh viện. Huệ chỉ thấy xung quanh một màu trắng xóa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc bay ra khắp nơi. Đầu óc của cô trống rỗng, nước mắt vẫn đang ướt đẫm khuôn mặt trắng hồng. Hai chân cô cũng bị xích lại, có người canh gác bên cạnh cả ngày lẫn đêm vì sợ Huệ sẽ làm điều dại dột. Tuy nhiên khi nằm trong đây, cô mới nhận ra rằng cuộc sống này coi như là vô nghĩa, thả chết đi cho đỡ đau đớn, tủi nhục. Báo chí ngay trong ngày hôm nay cũng đang rầm rộ vụ án triệt phá đường dây mại dâm lớn nhất cả nước, chuyến đi tour với giá lên tới ngàn đô một đêm. Thông tin tú bà cũng được lên trang nhất các báo điện tử. Ngoài ra, vụ án Huệ đứng sau thuê người gây tai nạn cho bà Tuyền cũng bị phanh phui. Hóa ra, bọn chúng bước đầu khai nhận Huệ Viết Tuyết có tham gia bàn bạc vụ này. Lúc đầu họ chỉ tính để bà ấy bị gãy chân, khiến chi không thể sang nước ngoài cùng với Bảo. Nhưng vì tên tài xế trước lúc lái xe đã uống rượu để tăng thêm can đảm, nên mới dẫn tới vụ việc đau lòng như thế. Sau khi bà ấy chết, Huệ vì không muốn rắc rối nên đã đưa tiền cho ông Đăng. Tuyết cũng góp thêm 20 triệu vì sợ mình liên lụy. Tên tài xế kia cầm phần tiền của mình xong chạy trốn luôn, với hy vọng sẽ không ai biết chuyện này, bởi ở khu nhà của Chi không hề có camera. Rất không may, tại hiện trường có một bé gái nhặt ve chai chứng kiến. Lúc đầu bé sợ hãi nên coi xuống một chỗ, trốn sau bụi cây dâm bụt. Bé cũng không dám nói chuyện này với ai. Mãi tận 2 ngày sau, khi được chính quyền vận động, những người dân địa phương nếu ai biết manh mối gì hoặc thấy đối phương khả nghi thì báo ngay cho bên công an xã. Bé gái có kể lại chuyện này với mẹ. Lúc đầu người mẹ có chút hốt hoảng, nhưng khi bình tĩnh lại, bà ôm chặt lấy con, động viên bé nói ra hết những gì mình biết. Hai mẹ con chở nhau lên công an. Bé gái nhớ được biển số xe và dáng dấp của người thanh niên đó. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng khoanh vùng được đối tượng khả nghi. Cuối cùng, sau vài ngày tích cực tìm kiếm, toàn bộ những đối tượng liên quan đều bị bắt. Riêng ông chồng của nạn nhân bị chết cháy trên đường tẩu thoát. Vụ Cường vì cứu sống hai bà cháu dẫn đến bị bỏng nặng cũng được chia sẻ rầm rộ trên mạng. Chưa khi nào mạng xã hội bùng nổ tới như vậy. Những người căm phẫn vì những hành động quái ác, man dợ của lũ người kia, ai cũng hy vọng chúng sẽ phải nhận bản án thật là thích đáng. Vợ chồng Chi cùng với Công đang đi siêu thị nãy giờ, nghe được tin này khiến cả hai người bàng hoàng. Họ quá sốc trước chuyện của ông bố dượng, càng không ngờ tâm cơ của Huệ lại lớn như thế. Chi cứ nắm chặt lấy tay em trai của mình, giọng nghẹn lại. Tất cả bọn chúng đều phải trả giá. Mẹ đã có thể mỉm cười nơi chín suối. Hôm nay chị em mình cùng nấu một mâm cơm thật ngon để cúng mẹ nhé. Công khẽ gật đầu, nó lý nhí. Tự dưng em nhớ mẹ quá chị ơi. Chị ôm chầm lấy em trai, hai chị em lại không kìm được nước mắt. Bây giờ trên đời này chỉ có hai chị em họ là bấu víu vào nhau mà thôi.
Công chịu khó đi, chị cũng nhớ mẹ. Chị em mình cùng cố gắng. Công nhớ học cho thật giỏi. Ước nguyện của mẹ là em phải đỗ đạt đấy. Em chỉ cần chú tâm học hành, mọi chuyện đã có anh chị lo. Bảo vỗ nhẹ vào lưng của Chi, cậu khẽ giục. Chúng ta nhanh đi mua đồ về làm cơm cúng mẹ nữa. Đến đi em, đừng có khóc. Chi thấy mọi người đang đổ xô ánh nhìn về phía mình thì vội vã lau nước mắt. Cô khoác vai thằng Công đi khắp siêu thị này, chọn các vật dụng cần thiết cho nó. Hôm nay là lần đầu tiên Công biết siêu thị là thế nào. Nó choáng ngợp trước những món đồ ở đây. Cái gì cũng cảm thấy lạ lẫm nên đứng lại thật lâu. Nó thấy chẳng có nhân viên nào giám sát. Mọi người cứ tự do bỏ hàng hóa vào giỏ thì ngạc nhiên hỏi chị gái. Chị ơi, người ta không sợ mình ăn trộm hả chị? Nhiều hàng như vậy làm sao mà kiểm soát nổi chứ? Chị khẽ cười. Họ có máy móc kiểm soát hết đó em. Chỉ cần món hàng nào ra khỏi siêu thị mà chưa thanh toán sẽ phát ra báo động. Nhân viên cứ vậy mà xử lý thôi. Ghê thật. Chị nhỉ, thành phố xịn sò thật đấy. Trả bù cho ở dưới mình. Đi mua cuộn băng dính mà bác chủ quán cũng phải dí sát theo sao? Công muốn ăn cái gì cứ gọi thoải mái nhé. Sắp đi học rồi, ăn nhiều cho có sức nữa. Chị đăng ký bên trung tâm dạy kèm. Bữa sau em chịu khó đi học thêm bên đó nữa. Thi đại học chủ yếu là kiến thức 3 năm cuối cấp, tính từ lớp 10 trở đi. Em đừng có để mất gốc là vẫn có cơ hội đỗ như thường. Chị tin là em nhất định sẽ làm được. Công gật đầu, nó lẩm bẩm. Em thích học bên công nghệ thông tin, nghe bảo là ngành này lắm tiền lắm. Bảo vội hỏi. Theo công nghệ thông tin, sao ra làm những công việc gì hả em? Nhiều lắm, hack Facebook này, bảo mật Facebook, tăng like, lọc bạn bè. Em nghe thằng ở trong lớp nói vậy thôi, chứ cũng chưa hình dung ra là làm kiểu gì. Bảo phỉ cười xoa đầu nó. Không đâu em, công nghệ thông tin để làm những chuyện quan trọng hơn nhiều. Thiết kế web, tạo phần mềm, tạo những thiết bị điều khiển từ xa. Nói chung là nhiều tiện ích lắm. Em học ngành nào cũng được, miễn sao là em đam mê nó, cộng thêm với nỗ lực hết khả năng thì nhất định sẽ thành công. Sau này học xong nhớ đầu quân cho công ty của anh đó. Công nghe anh rể nói như vậy thì càng có động lực ủ ấp ước mơ. Trước khi nào nó khao khát được vào đại học như bây giờ, họ mua đầy cả xe rồi mới rời khỏi siêu thị. Khi về tới căn hộ, Bảo với Công khệnh khạng vác cả đống đồ. Chi muốn phụ một tay nhưng không có ai đồng ý. Bảo vừa mới tới cổng đã thấy ông Tào, bà Liễu đang đợi sẵn. Ông ấy thấy con trai vẫn khỏe mạnh như vậy thì khóe mắt rưng rưng. Bảo, chào mừng con đã trở về. Chỉ có chút ái ngại, cô sợ bố mẹ Cường tới đây gây chuyện nên cũng có chút đề phòng. Chi nhanh chóng mở cửa, giục em trai vào phong phòng trước, bởi vì cô không muốn để Công chứng kiến mấy chuyện không hề vui vẻ. Bảo dù không hề chào đón sự xuất hiện của hai người đó, nhưng họ tới tận đây nên cậu cũng không thể tiện thái độ gay gắt. Chi mời ông bái vào trong nhà, rót nước kính cẩn đưa cho từng người. Ông Tào lấy trong túi sách một tập giấy tờ, ông nói khẽ. Toàn bộ công ty, bố đã chuyển nhượng hết cổ phần cho con. Sau này con sẽ là người đứng đầu tiếp quản. Bố tin là con sẽ làm tốt để đưa công ty ngày một vững mạnh hơn. Bố già rồi, không thể sống mãi được nữa. Số tài sản còn lại bố sẽ để cho anh trai con. Bố chỉ có hai đứa, mong các con xí xóa hết những hiểu lầm, đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Hai đứa tính bao giờ tổ chức đám cưới? Dù sao nhà trai cũng phải có mặt bố mẹ đứng ra làm chủ chứ. Bố nghe chuyện ông bà thông gia gặp nạn rồi, hôm nay tính sang đây để thắp hương cho ông bà. Bố cũng muốn một lần nói rõ mọi chuyện. Chuyện mẹ con năm đó là sự cố, không có ai mong muốn cả. Hoàn toàn không phải bà ấy bị ai cố tình hãm hại đâu. Bà Liễu lúc này cũng xen vào. Xin phép con, cho dì được xưng là mẹ. Mẹ xin lỗi con, mẹ chưa từng nói lời này với con bao giờ. Thực sự là lúc đầu mẹ thừa nhận mẹ không có ưa con. Mẹ cũng sợ ông ấy sẽ sang hết tài sản cho con. Nhưng khi hai đứa gặp nạn, khi mà ông ấy chẳng còn nghị lực sống, thì mẹ nhận ra tiền bạc không mua được sự vui vẻ trong tâm hồn. Bố mẹ chỉ cần các con, tình cảm gia đình mới là thiêng liêng nhất. Mẹ cũng xin lỗi Chi, mẹ có nhiều lần không phải với con. Xin các con hãy tha lỗi cho mẹ. Chi nãy giờ vẫn đang mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô không dám tin bà Liễu lại quay ngoắt thái độ tới như thế. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng Bảo kéo cô về thực tại. Ý em thế nào?
Chị ấp úng, cô gãi đầu. Em nghe theo anh. Bảo hơi cúi đầu, giọng nói cũng khang khác. Những chuyện cũ rồi đừng nên nhắc lại nữa. Bố mẹ ở lại đây chút nữa ăn cơm với gia đình chúng con. Chúng con mới đi đăng ký kết hôn, còn chuyện đám cưới tạm thời cứ lui lại. Công ty bố cứ quản lý bình thường, con sẽ đứng sau phụ giúp. Ông Tào lắc đầu. Bố tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Con cứ quyết đoán chèo lái con thuyền này. Bố già rồi, muốn bù đắp cho con, mẹ con. Cả cuộc đời của bà ấy cũng đã vất vả, lo toan rất nhiều thứ. Sau này bố mẹ sẽ phụ giúp trông cháu cho anh em các con, vậy là mừng lắm rồi. Ông ấy cứ cương quyết không chịu, phân tích đủ mọi thứ, nên cuối cùng bà cũng đành nhận lấy trọng trách này. Chị nhanh nhỏ. Thế bố định phân công cho con làm công việc gì ạ? Ông Tào cười khà khà. Con làm phu nhân của tổng giám đốc. Chị xua tay. Thôi ạ, con làm thư ký. Anh bảo đi đâu con theo đấy là được. Cả nhà cứ vui vẻ bàn chuyện. Bữa cơm hôm ấy ấm cúng diễn ra, nét mặt của ai cũng vui tươi lạ lùng. Trải qua bao nhiêu chuyện, họ đã hiểu ra mâm cơm gia đình đáng quý như thế nào. Sự ích kỷ tính toán cũng bị phá vỡ để nhường chỗ cho tình thân. Ông bà Tào lại đây nói chuyện với tới khuya mới về, nhưng vợ chồng Chi giữ lại. Chi muốn để bố con Bảo tâm sự riêng với nhau, nên cô ngủ cùng với bà Liễu. Hai mẹ con đêm nay gần như thức trắng. Họ nói đủ các câu chuyện trên trời dưới biển. Chi cũng cảm nhận bà ấy không hề xấu như cô vẫn nghĩ, chỉ là bà thương con quá nên mới dẫn đến mù quáng ích kỷ mà thôi. Sáng hôm sau, cả nhà họ ăn sáng rồi cùng lên phường để vợ chồng Chi đăng ký kết hôn. Tới gần trưa thì họ tới bệnh viện thăm Cường. Khuyên vẫn ở đây chăm sóc cậu ấy. Cô thấy mọi người tới động viên đông đủ thì khá bất ngờ. Cường cũng bối rối vì gặp Chi trong hoàn cảnh này. Bà Liễu thấy công khí gượng gạo thì cố tình nói to. Bố mẹ cũng đã nói chuyện rõ ràng với Bảo rồi. Gia đình chúng ta sẽ bỏ qua tất cả hiểu lầm. Mình sẽ yêu thương nhau thật nhiều con nhé. Vợ chồng Bảo Chi sáng nay đăng ký kết hôn rồi. Con phải nhanh khỏe lại để dự đám cưới của hai em đó. Cường nhìn Chi, cậu thấy khuôn mặt của Chi sáng bừng hạnh phúc. Cậu chỉ biết chúc phúc cho họ. Cậu cũng tự nhận ra lỗi lầm của mình. Họ cứ như vậy nói chuyện một hồi lâu. Cường cũng xin phép mọi người có không gian riêng để nói chuyện với Bảo. Khi mọi người rời khỏi, Cường nói khẽ. Tôi đồng ý trao Chi cho cậu. Nếu sau này cậu đối xử với cô ấy không tốt, dám làm cô ấy khóc, thì đừng trách tôi không nể nang tình nghĩa. Cô ấy đã quá thiệt thòi, phải dùng tất cả tình thương để bù đắp cho cô ấy. Bảo gật đầu. Anh yên tâm đi, nhất định em sẽ là người chồng tốt. Cường cứ dặn dò Bảo một số chuyện nữa. Tất cả những sở thích của cô ấy cũng đều được Cường nói lại, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Khi thấy Bảo đã lĩnh hội được mọi thứ, Cường mới khẽ thở vào. Chúc hai người hạnh phúc. Ở một góc khuất trong bệnh viện, Chi Vi Khuyên đang ngồi ghế đá. Sau khi nghe hết mọi chuyện, Khuyên cũng tán thành với cách giải quyết của Chi. Cô cũng phụ họa theo. Chuyện đứa bé, thực ra hồi ấy cả tao và mày đi khám, bác sĩ đều nói khó có thể giữ được. Anh Cường cũng không cố ý mà, thế nên con mới không thể ra đời. Chúng ta cứ bỏ hết hận thù đi, hướng tới tương lai tươi sáng. Họ cũng đã phải trả giá cho những sai lầm của mình rồi. Ân ân oán oán cứ giữ mãi biết bao giờ mới hết. Thế mày và anh Cường gặp nạn, sao không báo cho tao? Tại vì tình thế gấp gáp quá. Vụ án của bác gái vì có anh ấy nên mới nhanh chóng tra ra được hung thủ đấy. Mày cũng nên cảm ơn anh ấy một câu đi. Tao có chuyện này muốn xin lỗi mày trước. Nói đi, tao đang nghe đây. Tao muốn theo đuổi anh Cường. Chi mở to mắt hết cỡ. Cô bàng hoàng khi nghe Khuyên nói ra tin này. Cô chỉ hỏi một câu duy nhất. Mày chắc chắn chứ? Chắc chắn, tao không muốn sống thiếu anh ấy. Thế ý anh Cường thì sao? Chỉ có tao yêu đơn phương thôi. Chi khẽ thở dài. Tao cũng chẳng biết phải khuyên mày thế nào. Hãy cứ nghe theo con tim mách bảo. Dù sao cũng chúc mày hạnh phúc. Dù thế nào đi chăng nữa thì hãy nhớ là vẫn có tao đứng ở sau lưng mày. Trong tình yêu không có đúng sai, dài ngắn. Hãy cứ tin tưởng vào quyết định của mình. Trước đây tại vì tao quá ác cảm với chuyện đó nên nghĩ xấu cho anh ấy, chứ thực ra anh Cường là người tốt. Tao tin sẽ có một ngày anh ấy nhận ra tấm chân tình của mày. Khuyên tựa đầu vào vai của Chi,
Đã lâu lắm rồi cô chưa được yếu đuối dựa dẫm vào Chi như lúc này. Đôi môi cô cũng mấp máy thành tiếng. Cuộc đời này cho tao gặp được mày, vậy là quá may mắn với tao rồi. Thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa. Sau khi trải qua vài ca cấy ghép thì những vết bỏng trên người của Cường đã tương đối bình phục. Tuy vẫn còn một vài vết sẹo và di chứng để lại, tuy nhiên đó đã là kỳ tích. Trong những lúc khó khăn tuyệt vọng nhất, cậu luôn có Khuyên ở bên cạnh. Cô ấy đã không quản khó khăn, gian khổ, lúc nào cũng có mặt ở đây để giúp đỡ, động viên tinh thần cho Cường. Dần dần, Cường không còn quá khách sáo với Khuyên nữa. Họ có thể thoải mái tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Người ta hay nói dạo này Khuyên ra dáng một cô gái đang yêu. Cô lúc nào cũng trang điểm nhẹ nhàng, đặc biệt là cười nhiều hơn trước. Mỗi khi cô ấy khúc mắc vấn đề gì đều nhờ Chi tư vấn giúp đỡ. Vợ chồng Chi cũng tậu một miếng đất cách đó không xa. Họ xây một ngôi nhà 3 tầng khang trang. Xung quanh trồng rất nhiều cây ăn trái và rau quả. Hàng ngày hai vợ chồng cùng nhau đi làm, công đi học. Tối đến họ cùng nhau quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Họ cứ vậy kể cho nhau nghe những câu chuyện đã xảy ra trong một ngày. Cô cũng nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới. Khi hết giờ học chính lại tham gia các khóa phụ đạo và tiếng Anh. Càng ngày nó càng hăng say học tập, thích thú khi nghiên cứu các bài toán khó. Cứ cuối tuần cả ba người lại cùng nhau chăm sóc vườn cây, đi siêu thị hoặc là dã ngoại. Bà lúc nào cũng chăm sóc vợ từ A đến Z. Tới mức công ty hay các bà hàng xóm đều coi cậu ấy là ông chồng quốc dân ở trong truyền thuyết. Họ luôn nói người bạn đời của mình học theo cậu ấy. Mỗi khi vợ chồng họ đi tới đâu đều trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bảo luôn nắm chặt tay của vợ. Tất cả các quyết định của họ, dù to hay nhỏ, cậu đều hỏi qua ý kiến của cô ấy. Cuộc sống của Chi luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. Chẳng bao giờ người ta thấy cô ấy buồn bã hay giận dỗi. Cứ vài ngày họ lại qua nhà bố mẹ để dùng bữa. Những lúc như vậy, Chi luôn kiếm cớ rủ Khuyên ra để vun đắp tình cảm. Bà Liễu không còn khó chịu như trước nữa. Bà cũng quý mến Khuyên ra mặt, cứ vậy vun vén cho cô ấy với Cường. Bà cũng cùng với các con vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Nhưng khi có đầy đủ thành viên như thế, căn nhà luôn ngập tràn tiếng cười. Họ vừa thưởng thức đồ ăn lại vừa trò chuyện rôm rả. Những lúc rảnh rỗi, bà hay rủ cả Khuyên lẫn Chi cùng đi mua sắm. Họ cùng nhau tham gia các chương trình thiện nguyện. Bà cũng cắt cử đủ các loại thuốc để cho Chi nhanh chóng có tin vui. Nhưng mãi cô ấy vẫn không có động tĩnh gì. Tuy Chi không nói ra, nhưng cô ấy cũng cực kỳ sốt ruột. Chi biết mình khó có cơ hội có con, nhưng cô vẫn không ngừng hy vọng. Cô biết rằng bà yêu thích trẻ con lắm. Căn nhà có tiếng bi bô của đứa trẻ mới thực sự đúng nghĩa với hai chữ gia đình. Buổi tối khi về nhà, Chi cứ rúc vào lòng của Bảo. Cậu thấy vợ mình hôm nay khang khác thì vội ôm chặt lấy cô hỏi han. Có chuyện gì mà em buồn thế? Tự dưng em cảm thấy có lỗi với anh quá. Em nói lung tung cái gì đấy? Nếu em mà không sinh được con thì sao hả anh? Hồi nãy em nghe có chị nói cô của chị ấy chạy chữa mãi, cả 30 năm cũng vẫn không có. Em mong mỏi có một đứa con lắm, mà ông trời mãi chẳng động lòng. Nhiều lúc em vẫn nghĩ, không biết kiếp trước em ăn ở kiểu gì nên kiếp này các con mới không đến bên em. Mỗi khi có ai vô tình nhắc tới chuyện mang thai thì nguyên ngày hôm bấy Đào Đệ Bảo đều phải dỗ vợ đến khổ. Cô ấy dường như bị mẫn cảm với những lời này nên lần nào cũng khóc sướt mướt. Chính vì Bảo quá tốt, lúc nào cũng yêu thương cô nên bản thân Chi lại càng cảm thấy có lỗi. Sau khi cô ấy khóc lóc một hồi thì lau hết nước mắt, nước mũi vào áo của Bảo. Cậu ấy khẽ cười. Bà vợ của tôi ơi, cái áo này á, lát anh lại phải giặt đi giặt đấy. Thôi thì lần này có con thật đi. Chị cứ khóc nấc lên. Lần nào cũng bảo có con, có lần cả đêm mấy trận mà có thấy gì đâu. Anh chỉ toàn lừa em thôi. Thế sao lần đầu tiên một phát dính luôn thế? Bảo càng nghe vợ nói càng không nhịn được cười. Cậu chẳng đáp lại mà nhanh như chớp lột sạch đồ trên người của vợ. Trước khi làm, cậu vẫn lẩm bẩm. Lần này sẽ được đấy, anh tính toán cả rồi. Chị đã quá quen câu nói đó nên chẳng thèm đáp lại. Bảo chợt nhẹ xuống bờ môi của cô ấy mà thì thầm. Anh yêu em. Bảo, anh cũng yêu em. Cậu hôn nhẹ lên cổ của vợ mà nói rằng. Đời này có em là đủ,
có con càng tốt. Không có là do duyên của vợ chồng mình. Chúng ta cứ sống hạnh phúc tới già. Em đừng có để ý thiên hạ nói gì, chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ. Mỗi lần thấy em buồn lòng về những chuyện đó, anh cũng buồn lắm. Lỗi là của anh, là chẳng thể khiến em vui vẻ mỗi ngày. Chi hối hận vô cùng. Lần nào cô cũng là người gây chuyện, xong để bảo phải xử lý. Càng lúc cô càng nghiện chồng mình không lối thoát. Chi khẽ gật đầu. Em không nói về vấn đề này nữa. Vợ nhắm mắt lại đi, ngủ một giấc mà lấy sức, lát làm chập nữa. Chi bĩu môi. Mai không phải đi làm à? Kệ chứ, nhất vợ nhì trời, ba công việc. Anh lúc nào cũng thế, nhưng mà em thích. Cả hai vợ chồng cùng cười híp cả mắt. Họ cứ vậy ôm lấy nhau rồi chìm vào giấc ngủ. Những ngày tiếp theo, mọi thứ trở lại quỹ đạo như bình thường. Dạo gần đây, Chi cứ mấy chập tối đã buồn ngủ xíu mắt. Cô chỉ thèm ăn thịt vịt. Có lần mua cả con to mới đủ cho cô ấy ăn. Chi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy. Chỉ cần thấy Bảo trong phòng là cô bắt cậu ấy phải thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình, khiến Bảo mắt tròn, mắt dẹt. Cậu ngạc nhiên nên lén lên mạng tìm hiểu về nhu cầu sinh lý. Kết quả là bị vợ bắt gặp nên khóc bù lu bù loa, nghĩ Bảo có tình nhân ở bên ngoài. Kết quả Bảo vẫn năn nỉ mấy lưỡi cô ấy mới chịu tin. Hôm nay là cuối tuần, Chi đang ở bên ngoài vườn trái cây thì Bảo kéo tay cô vào trong nhà. Cậu ấy cứ lén lén lút lút đi ăn trộm ấy. Chi hỏi thế nào cũng không trả lời. Thằng Công đi qua nhà bạn làm bài tập nhóm nên chỉ có hai vợ chồng ở nhà. Bảo kéo tay vợ vào nhà vệ sinh rồi đưa que thử thai. Vợ thử coi nào. Chi thực sự là ám ảnh khi nhìn que thử thai, bởi nó làm cô thất vọng tới nản lòng. Lần nào cũng thế, cứ hy vọng rồi lại thất vọng. Chi lắc đầu. Em không thử đâu. Vợ ngoan nào, thử đi, anh nghi quá. Thôi không thử đâu. Bảo định vợ một hồi thì cô ấy cũng miễn cưỡng đồng ý. Chi chẳng hề trông mong vào kết quả, bởi vì cô sợ một lần nữa lại đau lòng. Lần này khi thấy Chi vạch đỏ thứ hai hiện lên, cô phải dụi mắt tới mấy lần. Cô lắp bắp. Anh ơi. Bảo cũng khá bất ngờ. Cậu nhanh chóng lấy túi cả chục que nữa cho vợ thử. Kết quả đều hai vạch căng đét. Vợ chồng họ ôm nhau mừng mừng tủi tủi, nhất thời chẳng nói được nên lời. Cuối cùng thì tình yêu của họ cũng đã cảm động được ông trời để mà hưởng trái ngọt. Bảo cứ ôm lấy vợ không ngừng suýt xoa. Vợ giỏi lắm. Từ bây giờ vợ không phải làm gì hết. Nhiệm vụ của anh là mang tiền về cho vợ, không mang muộn phiền về cho vợ. Cần gì thì lại xin vợ. Vợ anh tuyệt vời nhất trên trái đất này. Chi cười chảy cả nước mắt. Lần thứ hai cô cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng. Cô cứ khóc, giọt nước mắt của sự hạnh phúc tràn đầy. Sau khi biết tin Chi có thai, cả nhà ai cũng chúc mừng, khuyên ngay lập tức đi mua một đống váy rộng cho Chi để cô mặc cho thoải mái. Cô ấy cũng đi tìm hiểu thông tin những điều cần tránh cho phụ nữ đang mang thai. Bà Liễu cũng chẳng tiếc tiền dinh một đống đồ bổ quý hiếm cho con dâu. Bà cứ căn dặn Chi từng tí một. Gia đình của họ lúc nào cũng nhộn nhịp như kiểu sắp đón cháu nội tới nơi. Ông Tào cũng giục Cường phải mau chóng kết hôn để ông bà tiện thể chăm sóc luôn cho hai đứa. Cậu chỉ ậm ừ cho qua chuyện nhưng vẫn đâu đóng đó. Khuyên mặc dù cố gắng hết sức, cô chủ động theo đuổi cậu ấy, nhưng đáp lại vẫn chỉ là khoảng cách không thể lấp đầy. Dòng dã gần 2 năm trời, đã có những lúc Khuyên muốn từ bỏ. Cuộc sống của cô quá nhiều áp lực, cô thực sự là không thể cố gắng được nữa. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, Khuyên hẹn Cường đến địa điểm nhà cô đặt sẵn. Đây là lần thứ 100 cô tỏ tình. Nếu cậu ấy vẫn không chấp nhận, Khuyên sẽ rút lui. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn cho cuộc tình này. Đợi mãi tới 9 giờ đêm nhưng cậu ấy vẫn không hề đến. Khuyên chua xót ngẩng mặt lên trời, giọt nước mắt mặn chát cũng cứ thế tuôn rơi. Bên tai cô văng vẳng tiếng nói. Yêu đơn phương khổ lắm người ơi. Lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu để ôm lấy thiệt thòi. Khuyên cứ ngồi đó một mình. Xung quanh tất cả đều có đôi có cặp. Một số nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Nhưng cô quá mệt mỏi, không còn sức lực để mà nghĩ được nhiều như thế. Cô cúi thấp mặt xuống, tự nhắn nhủ bản thân. Em trả cho anh sự tự do đấy. Khuyên đứng dậy quay người bước đi. Cô cứ lê từng bước chân nặng nhọc để về nhà. Mọi thứ xung quanh thật đẹp, sôi động,
chỉ có trái tim của Khuyên là vụn vỡ thành từng mảnh. Nếu biết trước yêu nhau đau như thế này thì cô chẳng muốn yêu ngay từ đầu. Khuyên có vài người theo đuổi, trong đó hầu hết họ đều có công ăn việc làm ổn định, nhưng cô lại chẳng thể mở lòng. Toàn bộ trái tim của cô đều chỉ hướng về một người đàn ông duy nhất, nên mới tủi hờn tới như vậy. Cô không trách Cường, cô chỉ trách bản thân kém cỏi. Sau hôm nay cô sẽ không bi lụy nữa. Khuyên tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ, rực rỡ như một đóa hoa, không vì ai mà nở rộ, cũng chẳng vì ai mà héo úa. Cô sẽ coi như đó là những kỷ niệm đẹp để xếp chúng vào một góc trong con tim. Khuyên cứ cúi đầu bước đi, đến lúc đụng chúng vào một người khiến cô suýt ngã, nhưng có cánh tay kéo cô lại. Khuyên lúc này mới kịp định thần. Người đứng trước mặt là Cường. Cô mắt đỏ au, muốn nói với cậu ấy, nhưng những lời chuẩn bị từ trước bây giờ Khuyên cảm thấy không cần thiết. Cô nhẹ nhàng gỡ ngón tay của Cường ra, tiếp tục bước đi, nhưng Cường đã ôm chặt lấy cô từ phía sau. Cậu ấy vậy cứ thế cựa đầu vào vai của cô, không ai nói với ai bất cứ lời nào. Họ đều đang khóc, cả người Khuyên cứ run rẩy. Cô chẳng biết con đường nào dành cho riêng mình. Anh có việc ở cơ quan nên giờ mới tới đây được. Lần này để anh tỏ tình, xin em chấp nhận làm vợ của anh. Khuyên mở mắt to hết cỡ. Tự dưng nghe câu này cô lại cảm thấy hoang mang, không biết phải làm thế nào. Khuyên cứ vậy im lặng hồi lâu, mãi lúc sau cô mới lí nhí. Em đồng ý. Cường khẽ cười, cậu ấy không lãng mạn, cũng chẳng biết nói những lời có cánh, tất cả chỉ thông qua hành động mà thôi. Cường lấy chiếc nhẫn trong túi đeo vào ngón áp út cho Khuyên. Họ cứ vậy dắt nhau đi bộ, cùng nhau ngắm bầu trời về đêm. Đám cưới diễn ra quá nhanh chóng, khiến ai cũng bất ngờ. Ông bà Tào là người vui nhất, cứ cười híp cả mắt. Trong dàn khách mời của Cường có một người là bạn thân của Huệ. Cô ấy tới chỗ của Bảo rồi muốn cùng cậu nói chuyện riêng một chút. Thông qua người này, Bảo biết được tình trạng của Huệ rất tệ hại. Cô bị phán xét 20 năm tù, Tuyết thì bị 6 năm. Huệ cả người chỉ còn da bọc xương. Cô ta nhờ có cô gái này chuyển lời tới Bảo, muốn được cậu ấy thăm dù chỉ một lần. Bảo sau khi nghe xong câu chuyện, cậu nói khẽ. Nói với cô ấy, thời gian của tôi dành hết cho vợ con rồi, tôi không có quyền quyết định mọi thứ. Cứ cố gắng cải tạo cho tốt vào để hòa nhập với cộng đồng. Bảo nói xong thì bước về phía vợ. Cậu nắm thật chặt tay cô, ngồi vào bàn nhập tiệc. Trong suốt bữa ăn, vợ chồng họ luôn dành cho nhau thành tâm điểm chú ý, bởi những hành động dù là nhỏ nhất của Bảo cũng hướng tới vợ mình. 4 năm sau, một bé trai đang chơi đá bóng ở ngoài vườn, giọng ngọng nghịu. Cậu Công, sút vào. Công giả như không bắt được rồi ngã lăn xuống đất. Đứa bé cười toe toét, vỗ tay xem ra thích thú lắm. Công bây giờ đã ra dáng một chàng thanh niên khôi ngô, tuấn tú. Sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, nó về đầu quân cho công ty của anh rể với chức danh quản lý phần mềm. Những lúc rảnh, niềm vui của nó là được chơi với bé Khôi. Thằng bé cũng quý cậu ra mặt, đi đâu cũng quấn quýt không rời. Cậu, bố mẹ con đi đâu thế? Bố mẹ con chở bé Na đi tiêm phòng rồi. Chẳng biết là Khôi có hiểu gì không, nhưng nó cũng không thấy hỏi nữa. Khi nghe tiếng động cơ ô tô, nó nhận ra xe của bố mình, nên lon ton chạy ra mở cổng. Bảo đang bế một bé gái, chắc là cũng tầm 1 tuổi. Vợ cậu bước xuống sau. Vợ chồng Cường cũng đang dắt theo một bé gái từ trong xe bước xuống. Khôi dang rộng cánh tay gọi to. Anh bé em coi nào. Ai cũng phải bật cười trước sự ngô nghê của thằng bé. Nó cứ nằng nặc đòi thơm em mới chịu vào nhà. Bé gái cũng nhoẻn cười, phô ra hai má lúm đồng tiền xinh cực. Cường vội giục. Thôi vào nhà đi, con gái tôi đổ mồ hôi hết ra rồi đây này. Rủ người ta đi ăn quán sinh nhật, mà để đi tiêm phòng cả buổi trời cơ đấy. Bảo vội gọi lại. Ô hay, con em cũng nóng hết cả người rồi đây này. Bác muốn được ưu tiên ấy, thì phải đẻ trước nhà em 2 đứa nữa. Chị nguyết dài. Thôi vào ăn đi, ăn nhanh còn sang nhà ông bà nữa. Em nghe ông bà nói nay mua cho mấy đứa nhiều đồ lắm đấy, không sang ngay để hết bây giờ. À khoan, ông bảo cứ ai đông con hơn sẽ được tặng thêm một bộ ấm chén. Sao lại tặng ấm chén chứ? Bảo tủm tỉm cười. Bác chả biết gì cả, uống chè cho mạnh vào, không ngủ được thì mới tăng năng suất chứ. Khuyên bĩu môi. Chú thím không cần chỉ đâu, tôi mang thai đôi nữa rồi.
Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10, cũng là tập cuối của bộ truyện Ngủ Nhầm Một Đêm của tác giả Mộc Miên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.